Hòa chung trong không khí hân hoan cùng Phật giáo cả nước hướng về sự kiện Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vê-sắc 2019. Những ngày này, đông đảo tăng ni Phật tử thành phố Đà Nẵng đang tích cực công tác chuẩn bị trang trí tại các cơ sở thờ tự, chuẩn bị đón mừng Đại lễ Đức Phật Đản Sanh. Đi dọc các tuyến phố chính của Đà Nẵng, không khó để bắt gặp hình ảnh cờ, pano, biểu ngữ đón mừng Đại lễ Phật Đản năm 2019. Tại các cơ sở thờ tự, tăng ni Phật tử cùng chung tay trang trí lễ đài, sân khấu, tỉ mỉ chăm chút từng góc nhỏ vườn lâm tỳ ni, nơi Đức Phật đản sanh. Rộn ràng, nao nức, tất cả mọi người đều hướng về Đại lễ Phật Đản với những mong ước an lành. Luôn luôn muốn tổ chức một cái Đại lễ Phật Đản vì đây là một cái ngày lễ lớn, có thể là lớn nhất của Phật giáo. Cho nên là hàng năm đều tổ chức cái lễ đài vườn lâm tỳ ni, và đặc biệt năm nay thì có thêm cái phần xa hoa, và vườn lâm tỳ ni thì hay là lễ đài thì mỗi năm thì chúng tôi cố gắng hoàn thiện thêm một chút nữa để cho được đẹp hơn. Đón mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch đảm bảo mọi khâu tổ chức đều được thực hiện chu đáo, đặt mục tiêu trang trọng, an bình, văn minh lên hàng đầu. Dự kiến lễ rước Phật đản sanh được tổ chức vào lúc 17 giờ ngày 14 âm lịch. Trang trí cho cái đại lễ Vê-sắc năm nay thì với ý nghĩa là tam hợp, đó là Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn. Tức là mô hình sau này thì có ở dưới là có vườn lâm tỳ ni, và mô hình ở trên là cái tháp Bồ Đề đạo tràng nơi Đức Phật thành đạo. Đây là năm thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vê-sắc. Người dân cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng cảm thấy rất phấn khởi, tự hào. Năm nay là năm thứ 3 Việt Nam được đăng cai cái Phật giáo thế giới, tức là Vê-sắc đó. Thế thì làm cho những người thấy Phật đã hứa đó, Phật tử cảm thấy là vinh dự và sung sướng lắm. Với chủ đề cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vê-sắc năm 2019 sẽ chính thức diễn ra trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, tức là mùng 8 đến mùng 10 tháng 4 âm lịch, tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Đại lễ Phật Đản là một trong những hoạt động văn hóa quốc tế được Liên Hợp Quốc tổ chức nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại. Và trong những ngày này, cùng với không khí rộn ràng trên khắp cả nước, các tăng ni, đạo hữu Phật tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cùng nhau tất bật chuẩn bị chào đón Đại lễ Phật Đản năm 2019 với những mong ước an lành, hạnh phúc, cùng nhau truyền đi thông điệp về sự từ bi, bác ái của Đức Phật.